sau cái phần line draft thì ok, point chart là cái phần chúng ta cũng gặp rất là nhiều. So, như thường lệ cũng sẽ bao gồm 4 phần ha. Ok, phần đầu tiên chính là lesson preparation. Và chúng ta sẽ chuẩn bị, trong phần này chúng ta sẽ chuẩn bị những cái từ vựng và ngữ pháp. Ok. Vậy thì cái phần này là mình sẽ cần phải chuẩn bị trước ở nhà, tại vì như các bạn bữa giờ mà học mình cũng thấy là cái lượng từ vựng mình, ngữ pháp mình học cũng rất là nhiều, đúng là thì để mà mình có thời gian để mà practice trên lớp thì ok, tôi hy vọng các bạn sẽ cố gắng dành chút xíu thời gian để mà chuẩn bị cái phần từ vựng cũng như là cấu trúc trước khi mình vào lớp các bạn ha. Giờ mình nhìn thật là nhanh cái mình bên trái giúp cô nè, chúng ta sẽ có a number of students studying engineering. Đây là những cái học sinh này đang học cái khối ngành gì đấy các bạn? Engineering là ngành gì nhỉ? Kỹ sư làm kỹ thuật không? Ok, kỹ sư đúng không, kỹ thuật. Vậy thì sẽ có 3 năm là 1992, 1993, 1994. Thì các bạn nhìn thử giúp cô xem, ok, bên tay phải chúng ta đang có hai cái câu, nó đang mô tả về thông tin trong cái biểu đồ này. Thế thì các bạn xem thử giúp cô cái câu đầu tiên ha, true or false mọi người nha. Và các bạn có thể dùng chức năng annotate hại sticker giúp cô nữa. Thế sẽ có dấu V và dấu X như thế này, đúng không? Thế thì các bạn nếu mà thấy câu đó sai thì các bạn đánh dấu dấu X giúp cô. Very good. Rồi, Lô Gia Minh Châu nè. Ok, cô nhà Minh Châu đọc và dịch nghĩa giúp cô câu số 1 nha. Yeah, the pie chart shows the different numbers of male and female engineering students from 1992 to 1994. Yeah, biểu đồ cột dưới đây là diễn tả cái sự khác biệt về số người đàn ông và người phụ nữ là học sinh ngành kỹ thuật từ năm 1992 đến năm 1994. Đúng rồi, cảm ơn Minh Châu nha. Vậy thì chúng ta nhìn ha, cái bài này nó đang nói về hai đối tượng là men and women ngành kỹ thuật, là sinh viên học ngành kỹ thuật nam và nữ từ năm 1992 đến năm 1994. Thế thì câu này nó thuộc phần nào trong cái bố cục của mình các bạn? Introduction, overview, body one or body two? Introduction. Okay. Very good, introduction, đúng không? Chúng ta đang paraphrase lại cái đề tài, cái biểu đồ này đang nói về vấn đề gì? Chính xác ha. Rồi, câu số 2 thì sao các bạn ơi? The number of male student rose at first. True or false? Ok, tôi thấy đa phần các bạn chọn là yes, ok, còn có thực hiện chọn là no. Ok, thì thực hiện có thể giải thích giúp cô tại sao mình đánh mà. Ừ, chính xác không nhỉ? Chữ rose này nó giống như là thể hiện cho những cái năm tiếp theo thôi cô, còn năm đầu tiên thì nó giống như là nó đã sẵn như vậy rồi á cô. Đã sẵn như vậy là ý bé nói là ý là năm đầu tiên thì không có, ta không có giảm mà dùng chữ rose ở đây là sai đúng không? Dạ đúng rồi cô. Ok rồi, cô hiểu ý của bé rồi ha. Rồi, cảm ơn bé thực hiện. Cô thấy bạn Huy Hoàng, Huy Hoàng cũng đánh là full sẽ ok. Huy Hoàng có thể giải thích giúp cô tại sao con này mình là full sinh full. Theo em nghĩ thì cái từ rose này là nó chỉ luôn ba cái biểu đồ, ba cái cột đó. Ừ. Xong sao nữa nè? Ba ba cột này nó giảm theo từng năm á. Là ok rồi, chính xác ha. Rồi, cảm ơn Nguyễn Hoàng và cảm ơn bé Thực Thiên và cảm ơn tất cả mọi người. Thì câu này nó được xem là sai mọi người ha. Bởi vì sao? Mọi người nhìn, mọi người mặc dù biết là cái định dạng của cái biểu đồ này nó là biểu đồ cột, đúng không mọi người? Nhưng mà mọi người thấy chúng ta có sự biến chuyển theo thời gian không mọi người? Giả sử 1992, 1993, 1994 mình có khung thời gian đúng không? Và nó có sự biến động theo khung thời gian. Thế thì mọi người có thấy nó quen quen không? Nó giống như lại biểu đồ nào mà mình từng học không? Đường. Đúng rồi, chính xác, Minecraft là biểu đồ đường. Cô nghe các bạn nói. Thế thì nếu cái dạng mà toy chart của chúng ta mà nó có sự biến đổi theo thời gian thì tức là chúng ta có thể đưa về dạng Minecraft được, đúng không các bạn? Giả sử bây giờ mình bắt đầu vẽ đi. Ok, mình sẽ nối lại những cái điểm như thế này. Cô cho cái đường của Nam là màu đen đi ha. Thì chúng ta sẽ có những cái điểm như thế này. Rồi chúng ta nối lại. Thì có phải là nó ra thành cái đường đúng không các bạn? Đúng không? Và chúng ta có giai đoạn từ 1992 đến 1993 thì chúng ta đang giảm. Và 1993 đến 1994 thì chúng ta giữ nguyên. Y chang như đó mình học đúng không nào? Thế thì number of male student rose at first. Số lượng của học sinh nam thì ban đầu nó tăng, thực ra nó có tăng hay không? Không đúng nào. Ban đầu nó giảm. Được không? IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.